Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 7 tháng Chạp năm Tân Sửu. Ngày này là ngày Nhâm Tuất tháng Tân Sửu năm Tân Sửu, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ Hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Mão Quang, giờ Tân Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ Hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Câu Trận, giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Bạch Hổ. Về ngũ hành niên mệnh đại hải thủy ngày Nhâm Tuất, tức chi khắc can, nghĩa là thổ khắc với thủy, và ngày hôm nay là ngày hung. Về nạp âm đại hải thủy kỷ tuổi bính thìn giáp thìn, ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa, đặc biệt là tuổi mậu tý bính thân mậu ngọ thuộc hành hỏa không sợ thủy. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ thành hỏa cục, xung với thìn hình mùi hải dậu phá mùi và tuyệt thìn. Vài tuổi xung khắc trong ngày: tuổi bính thìn giáp thìn bính thân bính dần bính tuất. Tuổi xung trong tháng: tuổi quý mùi đinh mùi ất mùi ất mão. Về các sao tốt trong ngày: sao tốt trong ngày gồm có sao thiên quý tốt mọi việc, sao thánh tâm tốt mọi việc, nhất là cầu phúc tế tự, sao đại hồng sa tốt mọi việc, sao thanh long hoàng đạo tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao thiên cương xấu mọi việc, sao địa phá kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ, sao hoang vu xấu mọi việc, sao ngũ quỷ kỵ về xuất hành, sao nguyệt hình xấu mọi việc, sao ngũ hư kỵ về khởi tạo an táng cưới hỏi, sao tứ thời cô quả kỵ về cưới hỏi, sao quỷ khóc xấu đối với tế tự an táng. Về hướng xuất hành tốt trong ngày: hỷ thần hướng chính nam, tài thần hướng chính tây. Và sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022, mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn đang gặp ngày có thương quan ngán trở, cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, vận trình của bạn ngày hôm nay không được suôn sẻ cho lắm. Ngày này với bạn tuổi Tý vẫn phải đi làm và có thể sẽ phải đối mặt với một vài trục trặc khó giải quyết trong công việc, nguyên nhân có thể xuất phát từ bản thân với tính bốc đồng nóng vội của bản mệnh mà ra. Trong ngày này với bạn tuổi Tý, bạn không thực sự tập trung để làm việc, cho nên rất dễ mắc phải những sai lầm khiến cho tiến độ công việc bị trì trệ. Điều này có thể khiến cho bạn bị cấp trên của trách, bị khách hàng thúc giục, áp lực càng căng thẳng vô cùng. Do đó, với bạn tuổi Tý phải biết kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình. Tốt nhất là nên suy nghĩ trước khi hành động bạn tuổi Tý nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tý đang gặp ngày có thủy thổ xung khắc, cái điều này nhắc nhở bạn tuổi Tý nên dành thêm thời gian để quan tâm tới chuyện tình cảm của mình nhiều hơn. Mâu thuẫn tồn tại khiến cho khoảng cách giữa bạn và nửa kia ngày càng xa nhau hơn. Và nếu như cần thấy, bạn hãy dành cho nhau khoảng thời gian nhất định để thư giãn cũng như là đưa ra phương án hiệu quả nhất cho vấn đề về hôn nhân của mình nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim có thể phải đối mặt với một vài trục trặc trong công việc. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy chớ có bốc đồng nóng vội, kẻo lại gây ra sai sót không đáng có. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa tín độ công việc bị trì trệ do không tập trung. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ nên biết kiểm soát về cảm xúc của bản thân mình tốt hơn. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc nên dành thêm thời gian để quan tâm tới chuyện tình cảm của mình.
Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 42, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi hợi, tuổi sửu. Tử vi tuổi sửu, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi sửu đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh, dẫn đường xuôi lối cho bạn trong ngày hôm nay. Vì vậy, với bạn tuổi sửu đang có được những bước tiến vững chắc trên vận trình công danh sự nghiệp của mình. Và ngày này với bạn tuổi sửu, nếu như bạn đi làm, bản mệnh có thể sẽ phát huy được sự thông minh, nhẫn nại của mình để vượt qua được mọi khó khăn, thử thách. Chẳng có điều gì có thể làm khó được bạn trong ngày hôm nay cả. Thế nhưng trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Sửu, bạn nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, nhất là trong ngày đang gặp ngày có thổ khí vượng, bạn cần phải chú ý tới đường tiêu hóa của mình. Với bạn tuổi Sửu, có thể vì công việc mà ăn uống thiếu đi khoa học, sinh hoạt với thói quen không hợp lý, bạn cần phải chấn chỉnh lại ngay nếu như không muốn sức khỏe của mình bị sa sút bạn tuổi Sửu nhé. Và ngày này với bạn tuổi Sửu á, lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này khiến cho bạn đang suy nghĩ cứng nhắc và có phần ngang ngược. Có những vấn đề vốn có thể thảo luận nhẹ nhàng nhưng bạn lại tỏa ra khá gay gắt. Và cứ như thế, mâu thuẫn nổ ra với người ấy làm cho mối quan hệ thêm phần căng thẳng, khiến cho hai đều cảm thấy mệt mỏi nữa. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, có những bước tiến vững chắc trên vận trình công danh sự nghiệp của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy có thể phát huy được thế mạnh để vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa nên quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, ăn uống và sinh hoạt thiếu khoa học khiến cho sức khỏe bị giảm sút. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, chú ý cách cư xử với nửa kia để từng cả tình cảm được bền chặt hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 86, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Dần, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Các điều này làm cho bạn tuổi Dần đang có được báo hiệu đón nhận nhiều tin vui về chuyện tình cảm ngày hôm nay. Và ngày này với bạn tuổi Dần, bạn đang có được hỷ khí ngập tràn. Đối với những bạn đang còn độc thân, có thể vô tình gặp được một nửa ưng ý trong dịp này, tình cảm phát triển một cách nhanh chóng với bạn nữa. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dần, đây cũng là khoảng thời gian lý tưởng để cho bạn có thể chia sẻ cảm xúc yêu thương của mình với những người xung quanh. Nhiều mối quan hệ của bạn nhận được những biến chuyển tích cực, tất cả đều bắt nguồn từ sự cởi mở và chân thành vốn có của bạn nhé. Xem tử vi cũng cho thấy với bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này đang có được báo hiệu con đường tài lộc được rộng rãi nhờ có thiên tài mở rộng, dù làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận và gặp được vận may giúp cho bạn phát tài phát lộc một cách nhanh chóng. Và đây là cơ hội để cho bạn tuổi Dần có thể đầu tư tốt mà bạn nên tận dụng thêm để tích lũy cho bản thân mình được một số tiền kha khá nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, con đường tình duyên đón nhận nhiều tin vui. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, ngày này cát khí lan tràn. Đối với những bạn đang còn độc thân, có được cơ hội gặp được một nửa của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, khoảng thời gian lý tưởng để cho bạn chia sẻ những cảm xúc yêu thương với những người xung quanh. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, có nhiều mối quan hệ, có chuyển biến tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, tài lộc được rủng rỉnh, làm gì cũng có thể đạt được lợi nhuận trong ngày hôm nay. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 10, số 93, giờ tốt
từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Mão đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho chuyện hợp tác làm ăn của bạn trong ngày hôm nay vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Bạn mệnh tuổi Mão tìm được người đáng tin cậy và có sự hòa hợp về hướng kinh doanh. Bạn cảm thấy như tìm được người tri kỷ và đẩy mạnh chuyện hợp tác nhiều hơn nữa. Đây quả là tin rất đáng chúc mừng cho bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bà tuổi Mão á, bạn còn có thêm được chính tài che chở, cho nên đối với những bạn kinh doanh buôn bán càng có thêm cát khí trợ mệnh, tránh được những điểm xui xẻo có thể xảy tới trong quá trình tiến hành những kế hoạch. Bạn mệnh tuổi Mão cũng nên trân trọng từng cơ hội đến với mình và không để lỡ điều gì may mắn đến với mình nữa nhé. Tuy nhiên á, về phương diện tình cảm của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này lại không được suôn sẻ như ý muốn. Cái chuyện tình cảm của bạn và nửa kia dường như đều đang cố tình trốn tránh những vấn đề đang còn tồn tại giữa hai người từ lâu. Và dù hai bạn đều muốn giữ gìn hạnh phúc nhưng lại chưa thể tìm được bí quyết để duy trì mối quan hệ hiện tại này nữa. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, chuyện hợp tác làm ăn vô cùng tốt đẹp và thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa tìm được người đáng tin cậy và có sự hòa hợp về chí hướng kinh doanh. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cát khí vây quanh, tránh được những rủi ro trong đầu tư và kinh doanh. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc trân trọng từng cơ hội tới với mình và không để lỡ điều gì đáng quý. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim cần đối mặt và giải quyết dứt điểm những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 45, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Cái điều này làm cho bạn đang có điềm báo, có sự tranh cãi gay gỗ có thể xảy tới với bạn trong ngày hôm nay, và đó có thể là những mâu thuẫn quan điểm trái ngược chiều với người khác khiến cho bạn tuổi Thìn muốn tranh luận cho tới cùng để bảo vệ ý kiến của bản thân mình. Với bạn tuổi Thìn, không tự nhận thấy mình quá kiêu ngạo khi luôn cho rằng mình là người đúng đắn, vì vậy bạn mới để xảy ra sự tình như thế này. Và trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thìn, với sự thúc đẩy của thiên ấn chiếu mệnh sẽ giúp cho bạn bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện những kế hoạch mà mình đã ấp ủ bấy lâu. Bạn cũng hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng. Bạn hoàn toàn có đủ năng lực để theo đuổi mục tiêu mà mình đã mơ ước nhé. Và xem tử vi ngày chủ nhật này cũng cho thấy với bạn tuổi Thìn đang gặp ngày có thổ khí vượng, cái điều này ảnh hưởng không hề nhỏ tới vấn đề sức khỏe của bạn. Bạn tuổi Thìn dễ cảm thấy ăn uống kém ngon miệng, con đường tiêu hóa có chút vấn đề, cơ thể mỏi mệt, không có năng lượng. Do đó, bạn cần phải cố gắng lựa chọn những thực phẩm tốt cho cơ thể, đặc biệt là cho hệ tiêu hóa để cảm thấy dễ chịu hơn nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa có điềm báo tranh cãi gay gổ xảy ra khi có ý kiến trái chiều. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ bảo vệ ý kiến của bản thân khéo léo hơn để tránh côi lạc kiêu ngạo. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện những kế hoạch đã ấp ủ bấy lâu. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim hãy lắng nghe bản thân mình, làm mọi thứ theo bản năng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy con đường tiêu hóa ảnh hưởng tới sức khỏe, khả năng ăn uống kém ngon miệng. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 21, số 67, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ,
Chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tỵ đang có điềm báo, rất có thể sẽ gặp phải chuyện bất trắc do kẻ tiểu nhân đã giày công hãm hại khi trong ngày đang gặp thiên quan giáng họa. Vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này gặp nhiều trắc trở, luôn gặp trục trặc xảy ra nửa chừng, khiến cho bạn tuổi Tỵ cảm thấy hoang mang vô cùng. Nếu như bạn vẫn phải đi làm trong ngày hôm nay, bản mệnh cần phải chú ý đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ tiểu nhân lợi dụng niếm đá giấu tay. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ, bạn hãy luôn thận trọng trong từng công đoạn, chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhặt. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tránh được nhiều điều không mong muốn xảy ra. Bạn tính cẩn thận không bao giờ là dư thừa. Vì vậy, bạn hãy biến nó thành thói quen của mình trong công việc. Ban đầu chưa quen sẽ cảm thấy khá tốn thời gian và công sức, nhưng sau đó bạn sẽ phải công nhận tác dụng của nó mà thôi nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này mang tới cho bạn đang có được vận đào hoa nở rộ, tình duyên chấp nối, tình yêu đơn phương của bạn tưởng chừng như là vô vọng nay lại nở hoa, khiến cho bạn vô cùng là bất ngờ. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ có thể là dịp để đôi lứa hâm nóng tình cảm, gia đạo được êm ấm, hạnh phúc bền vững. Dù có nhiều giông gió nhưng đôi trái tim vẫn chẳng hề xa cách nhau nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa có thể gặp phải nhiều rắc rối do tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, vận trình gặp nhiều trắc trở, luôn có trục trặc xảy ra nửa chừng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, đề phòng trong công việc, cẩn thận bị kẻ xấu lợi dụng, ném đá giấu tay. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, hãy luôn chú ý tới từng chi tiết nhỏ để tránh phải những sai sót. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, đào hoa ngập lối, tình duyên chắp cánh. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 13, số 58, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Ngọ, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày hôm nay được hanh thông phơi phới, mang tới cho bạn không ít niềm vui và điều kiện thuận lợi. Vạn sự cát tường, ngày này hứa hẹn sẽ là một ngày thuận buồm xuôi gió trong công việc của bạn nhé. Và ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, đây là thời điểm thích hợp để cho những bạn đang còn độc thân lên kế hoạch về hẹn hò, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc hơn. Vì vậy, bạn hãy chăm chút cho bản thân mình thật lộng lẫy và sẵn sàng cho những sự kiện đòi hỏi phải xuất hiện ở chốn đông người. Đào hoa sẽ dẫn lối cho bạn tìm được người ưng ý trong những bữa tiệc như vậy đối bạn tuổi Ngọ nhé. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Ngọ, nếu như bạn vẫn phải đi làm thì bạn sẽ được chính quan nâng đỡ. Nhờ vậy, bản mệnh trở nên đầy lạc quan hơn trong công việc của mình. Bạn nghĩ tới những điều mới và cho mình cơ hội để vượt ra khỏi những suy nghĩ bi quan, căng thẳng trước đó. Và ngày này với bạn, hãy bắt đầu những thứ mới mẻ, đáng hứa hẹn hơn trong tương lai của mình bạn tuổi Ngọ nhé. Câu quýt cho các bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim, vận trình hanh thông phơi phới, mang tới cho bạn không ít niềm vui. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy, có được một ngày cát khí lan tràn, hứa hẹn công việc thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa, là thời điểm thích hợp để cho những bạn độc thân lên kế hoạch về hẹn hò. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, đào hoa sẽ dẫn lối cho bạn tìm được một nửa ưng ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, bạn trở nên tràn đầy lạc quan hơn trong công việc của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 20, số 78, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Mùi, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Mùi đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Cái điều này gây ra những tác động bất lợi cho vận trình của bạn ngày hôm nay. Và bạn tuổi Mùi, dù bạn đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi được những điều không mong muốn xảy ra. Trong ngày này, bạn vẫn phải đau đầu để giải quyết không ít những vấn đề rắc rối do kẻ tiểu nhân ám toán. Lúc này với bạn tuổi Mùi, cần phải khéo léo để xử sự, để không tạo ra sơ hở cho đối phương nắm thóp và bắt ép bạn nhé. Và xem tử vi cũng cho thấy, trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tạo dựng được uy tín của mình trong tập thể. Bạn luôn biết cách xây dựng được mục tiêu phù hợp với năng lực, cũng như là ý thức rõ ràng mình cần phải làm gì để phát triển trong tương lai. Với bạn tuổi Mùi, có thể tranh thủ ngày chủ nhật này để hoạch định kế hoạch rõ ràng và dài hạn hơn trong tương lai của mình. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không hề nhỏ tới vấn đề về sức khỏe của bản mệnh, đặc biệt là về đường tiêu hóa. Nếu như bạn đang cảm thấy cơ thể của mình có những dấu hiệu bất thường, thì bạn nên đi thăm khám bác sĩ càng sớm càng tốt để có hướng chữa trị kịp thời, tránh để tình trạng bệnh càng thêm nặng, lại khó chữa trị nhé. Câu quyết cho bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim, dù đã nỗ lực nhưng vẫn khó tránh khỏi được những điều không mong muốn xảy ra. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, đau đầu để giải quyết những rắc rối do kẻ tiểu nhân ám hại. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, cần phải khéo léo xử sự để không tạo ra sơ hở cho kẻ xấu nắm thóp. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, biết cách xây dựng được mục tiêu phù hợp với năng lực của mình trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, chú ý chăm sóc về sức khỏe, đặc biệt là về hệ tiêu hóa. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 26, số 47, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu cà phê, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Ngọ, tuổi Mão. Tử vi tuổi Thân, chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022. Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi Thân đang có được báo hiệu đón nhận những nguồn năng lượng vô cùng là tích cực và nhân ái khi trong ngày đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội trợ mệnh. Bạn tuổi Thân sẽ thấy các mối quan hệ về gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đối tác của mình đang vô cùng là hài hòa, dù khúc mắc từ trước đó cũng nhanh chóng được hóa giải và hai bên lại làm hòa với nhau. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh, đảm bảo cho bạn có thể yên tâm tận hưởng một ngày chủ nhật, không cần phải lo lắng hay là bận tâm tới bất kỳ điều gì trong công việc. Mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết. Bản mệnh tuổi Thân biết điều mình muốn là gì, cho nên không ngần ngại đạp lên tất cả trở ngại để bước mạnh mẽ về phía trước. Và trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này sẽ giúp cho bạn nhờ thế mà có thêm được nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm của mình. Dù là người mới yêu hay là đã yêu nhau từ lâu thì cứ luôn quấn quýt bên nhau không rời. Tình cảm luôn đong đầy trong ánh mắt của hai bạn, khiến cho những người xung quanh không khỏi ganh tị với không khí ngọt ngào của cả hai bạn tạo ra. Về câu quyết cho các bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này. Tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, đón nhận những nguồn năng lượng tích cực. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, các mối quan hệ xã giao hài hòa, khúc mắc nhanh chóng được hóa giải. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, yên tâm tận hưởng một ngày chủ nhật, không cần phải lo lắng về công việc. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc, mọi chuyện dù khó khăn đến đâu thì cũng đều có cách giải quyết. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, tình cảm đôi lứa ngọt ngào, quấn quýt bên nhau không rời. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày chủ nhật này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 11, số 84, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu, chủ nhật ngày 9 tháng 1 năm 2022.
Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Tuất tương hại. Cái điều này làm cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay không được như ý muốn. Có thể với bạn tuổi Dậu sẽ phải đối mặt với chuyện gia đình lục đục, các thành viên không có tiếng nói chung khiến cho không khí gia đình khá chi là nặng nề. Giữa vợ chồng có những cơn sóng ngầm âm ỉ, nếu không nhanh chóng tìm ra cách khắc phục thì sẽ khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày càng xa nhau hơn. Điều đó chỉ tạo điều kiện cho kẻ thứ ba có được cơ hội chen chân vào mối quan hệ của cả hai bạn mà thôi nhé. Lại thêm, trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo nên cẩn trọng với những chuyện liên quan tới tiền bạc. Với bạn tuổi Dậu, bạn đang không kiểm soát được sự ham muốn mua sắm của mình và tiêu xài một cách hoang phí, tài chính thất thoát một cách nhanh chóng là điều đương nhiên sẽ đến với bạn rồi. Câu quyết cho các bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy có thể sẽ phải đối mặt với chuyện gia đình lục đục. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa không khí gia đình nặng nề vì các thành viên không tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ mâu thuẫn giữa vợ chồng có những cơn sóng ngầm âm ỉ bùng nổ bất cứ lúc nào. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc đề phòng của kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ tình cảm của hai người. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim chú ý kiểm soát sự ham muốn mua sắm, tránh tiêu xài hoang phí, tiền bạc bị thất thoát. Và đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 32, số 69, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Tuất, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày chủ nhật này, thầy tử vi chỉ ra rằng bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này báo hiệu cho bạn và những khó khăn của bạn sắp sửa được bản mệnh giải quyết một cách gọn gàng, đâu ra đó. Và ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn biết khéo léo vận dụng những kỹ năng của mình để có thể đảm bảo rằng mọi chuyện đang đi đúng hướng, đúng đường, được hoàn thành đúng thời hạn, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Tuy nhiên, xem tử vi cũng cho thấy trong ngày chủ nhật này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng. Cái điều này lại khiến cho bạn thường cảm thấy mệt mỏi và đuối sức, có lúc đau tức ngực nữa. Dấu hiệu này cho thấy cơ thể của bạn cần phải được nghỉ ngơi nhiều hơn, đồng thời có chế độ tập luyện, vận động hàng ngày để tăng cường sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần. Và ngày này bạn nên thư giãn để lấy lại năng lượng nhiều hơn bạn tuổi Tuất nhé. Xem tử vi cũng cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm Tân Sửu. Ngày này, theo hại thượng lãn ông, nhân thần nằm ở khớp cổ chân, khí xung và xương bánh chè. Vì vậy, với bạn tuổi Tuất nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn gặp được nhiều may mắn và thuận lợi hơn. Câu quyết cho bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa giải quyết được những khó khăn một cách ổn thỏa. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ biết vận dụng những kỹ năng của mình để khiến cho mọi thứ đi đúng đường, đúng hướng. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc chú ý rèn luyện về sức khỏe, nâng cao thể chất của bản thân. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim cơ thể thường mệt mỏi, đau tức trong ngày hôm nay khi đang gặp ngày có thổ khí vượng. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy tránh tác động vào các vị trí nhân thần trong ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 22, số 58, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Dậu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Hợi, chủ nhật, ngày 9 tháng 1 năm 2022.
Xem vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp được ngày có thực thần chiếu mệnh. Đây là cát tinh chia sẻ cho vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày hôm nay được hanh thông hơn. Với bạn tuổi Hợi sẽ cảm nhận được những niềm vui thoải mái trong các buổi tiệc tùng vui chơi ở dịp đầu năm mới, và lúc này bạn không nên lo nghĩ, hãy cứ thư giãn và tận hưởng cùng những người thân bạn bè với những khoảnh khắc hiếm hoi này nhé. Tuy nhiên trong vận trình ngày chủ nhật này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc. Cái điều này cho thấy về các mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn. Đôi lứa dễ có những mâu thuẫn, hiểu lầm xảy ra làm cho bạn có sự xa cách. Dù là người thân trong một nhà nhưng cũng khó tránh được những khác biệt trong quan điểm sống. Điều quan trọng là bạn phải tìm cách dung hòa chúng với nhau. Xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày mùng 7 tháng 12 năm Tân Sửu, ngày này là ngày vãng vong, cũng là ngày tam nương sát, xấu, kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Và nếu như bạn tuổi Hợi có công việc bắt buộc phải xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính tây. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn được hanh thông, thuận lợi hơn. Về các câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa cảm nhận được những niềm vui trong các buổi tiệc tùng cùng bạn bè. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ hãy cứ thư giãn và tận hưởng những khoảnh khắc êm đềm bên người thân, bạn bè. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc, mối quan hệ đôi lứa dễ có hiểu lầm, mâu thuẫn xảy ra. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim, khác biệt về quan điểm sống là điều không thể tránh khỏi. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy cần phải học cách dung hòa những khác biệt để giữ gìn mối quan hệ với nhau. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày chủ nhật này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 14, số 95, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mão. Trên đây là toàn bộ nội dung về tử vi ngày chủ nhật, mùng 9 tháng 1 năm 2022. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Chúc các bạn xem video vui vẻ.